mẹ các ông nào ủng hộ tôi ship cốt ship cốt hồng xiêm xoài tôi sẽ về lo no cái vấn đề nhân sự nhưng mà tôi chưa báo trước được đâu mà tại vì nói thật ra là cây này nó to à thấy cứ vận chuyển nó cao nhưng các ông nhìn cây này là các ông thích nhưng bình thường người ta gửi ship cốt cho các ông là cái dòng hai năm hai năm là cái dòng chưa ra tán còn tháo thì nói thật ra là bây giờ mà tháo cái khoảng tầm 10 vạn này mà mà các ông bảo chờ cái người mua được tầm 1.000 cây với cả một vạn cây thì nói chung là không ăn, ăn thua. Nâu lắm. Không đất chật người đông. Tôi ngồi lại thì nếu mà nói thật ra việc ship cốt thì nó cũng không phải là ấy lắm nhưng có một cái là kiểu mình cũng e ngại cái vấn đề ấy. Toàn bọn ở trên giang hồ mạng ấy, toàn lớp 5 lớp 6 luôn. Đặt hàng cho vui ấy. Không rồi tôi nói thật ra trông vậy thôi chứ nhiều thằng nó trông phá tôi ác lắm đấy. Nói thật cũng phải cho tầm chục số điện thoại mới chặn ở trên trang này tầm vài trăm người rồi Mình không hiểu là mình muốn làm thế nào để cho ngăn cái bọn đấy bây giờ Cứ chặn xong rồi nó lại nập Toàn bọn lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 Mà trong một gia đình ở trên cái này là tôi còn chặn cả một gia đình luôn Cả bố cả con Thằng bố thằng con <laughs> Cả thằng bố thằng con đều theo cái kiểu là là tiền Lúc nãy tôi định kể cho mọi người cái chuyện ngày xưa ấy Đây ngồi đây này Ngày xưa mà mà tôi ra quán nước Tôi cái cái uh, ngày xưa không hút thuốc nào. Nhưng mà mình mượn bật lửa của chủ quán. Con thằng mẹ bọn choi trai ấy. Nói chung là choi trai thì đợt đấy mình tầm 22 23 thì nó cũng tầm 18 19 rồi. Ờ uh, nó ra nó 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 lấy cái bật lửa, nó cũng cũng kéo áo lên cũng xăm chỗ mực miếc các kiểu đấy. Xong rồi uh, xong rồi đến khu, lúc mà nó mang hơn kia nó hút thuốc lá ấy, à hút thuốc nào ấy nó hút xong thì mình mình kiểu mình cũng sang mình lấy bật lửa hình như cái bật lửa ấy của tôi tôi mới lấy mình ra mình lấy cái bật lửa thế nó mới bảo là nó mới bảo là cái mẹ gì nhỉ nó bảo đi cụ mày lấy bật lửa mày không hỏi mày không mở mồm ra mà thật bọn ấy là bọn trẻ danh bọn nó ít tuổi hơn tôi kém tôi ba bốn tuổi đã đi mình cũng kiểu cũng anh em các thứ ấy cũng kiểu dân xã hội mình cũng là kiểu cũng cũng bóng bánh rồi cũng lô đề mấy cái thứ tức là dân xã hội đấy cái ông mấy con tám ông gọi mình cũng là dân xã hội nhưng mà bị cái là mình về sau mình kìm được mình không ấy nữa mà bảo, vâng anh nói thế thì cho mượn cái bật lửa Ô, bà chủ quán bảo bật lửa của ló đấy thế là cái đội nhoi nhoi nó mới dừng lại không cũng vì cái bật lửa mà đánh nhau đấy Để đánh nhau thì có phải là bình thường đầu khi mà đánh nhau rồi toàn bọn tin tin ấy muốn thể hiện ngựa non hao đá là vì một cái bật lửa có một hai nghìn là đi bật lửa có năm trăm mà khéo không là dẫn đến mất mạng có mà bọn ở trên mạng bây giờ nó toàn thế nó không nghĩ cái hậu quả còn nhiều khi các bạn nóng quá như cái trường hợp mà tôi đăng cái cái video mà ô tô tiếc ấy cái ông lái ô tô ấy ông mới là đáng để để ấy ông biết là sau cái hành động mà đâm vài ba và người như thế rằng là ông, ông ấy là cái hành động mà ông ấy chạy như thế là là ấy đấy còn trong cuộc sống thì nói thật ra là ai đúng ai sai nó phải do cái hậu xét đến bây giờ ông đấy tức là nhưng các bạn phải biết nhiều bạn thì rất ủng hộ cái ông ông lái xe là đâm cho vài ba mạng nhưng mà các bạn phải hình dung là có một câu nói mà nó dán ở ngoài công trường này này khi bạn có bị làm sao ấy thì kể cả là có đăng lên cộng đồng mạng thì cộng đồng mạng cũng chỉ buồn một vài ngày rồi thôi lúc ý thì uh, vợ bạn thì thằng khác nó sẽ ngủ tiền của bạn thì người khác nó sẽ xài con bạn thì người khác nó đánh Bố mẹ bạn thì già rồi không ai trông Đấy Bạn thì hỏi oai oai không ở trong tủ mẹ nó rồi Cho nên làm cái gì cái nhẫn Mà sau một giai đoạn mà các bạn học Thông hiểu thạo đọc đọc hiểu ấy Thì các bạn mới biết là mẹ Từ mã ý cái, cái sự nhẫn nhịn của ông mới ghê Các bạn xem Tam Quốc học theo từ mã ý ấy. Người ta biết lúc nào nên nhẫn còn cảm giác như ông chú tôi thì ngày xưa cũng còi hom như mình như này Giờ đi cũng chưa phải là dân xã hội Bây giờ ông đi ăn ở đâu là có phải mẹ, mẹ hai ba chục thằng thanh niên đi theo Nên thanh niên đi theo thì cũng không phải nể vì cái ân đức hay là cái lòng tốt của ông ấy Mà bọn nó đi theo vì tiền Mỗi tháng rồi bỏ ra bao nhiêu tiền để nuôi ấy Ngày xưa ông đi con xe gọi là con xe ấy là con xe mẹ gì Xe xe, xe gì nhỉ Con con xe gì của của ấy nhỉ Nói chung là cái đợt xe số Đi thì mẹ hùng hùng hổ hổ Cái cái thằng 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 đi bình ga ấy nó, nó nó gạt chân trống xuống nó đỗ mày đi kiểu gì đây ông cũng gạt chân trống xuống ông ấy cởi cái mũ bảo hiểm ông định như này này ông định như này thằng mũ thằng 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 thằng, chở bình ga nó kiểu nhát cái nó đi mình bảo sao giờ này chú dũng cảm thế tao tao chỉ thế thôi nếu mà nó mà hùng hổ là tao xin lỗi nó mình đi mình chạy mình quay đầu không ngờ thằng ấy nó nhát hơn cả mình <laughs> trong cuộc sống các bạn đều biết như thế còn cái vấn đề mà tôi kể câu chuyện ấy thì tự nhiên mất của các ông mấy mấy phút nếu mà cái vấn đề mà giải quyết tầm 10 vạn này thì nói thật là, là có lẽ là cho các bạn vấn đề ship code Ship code, Nếu mà ship code bây giờ tôi chưa nghĩ được đâu Ông nào ủng hộ thì cho cái số điện thoại phía dưới Ông nào mua cái vấn đề mà hồng xiêm xoài này để trồng nhà vài ba cây Mua hai ba cây đây, để tôi nghĩ xem cái hướng như thế nào Nhưng nói thật ra là nếu mà ship code như này thì chính ship code như thế này là giải quyết hết cái 10 vạn là nhanh Nhanh hơn là cái việc bạn quay này như thế này nhưng mà người ta mua một cây, hai cây, 10 cây các bạn không bán chủ yếu là các bạn ấy như thế nào Còn ngồi tôi ngồi tôi tính Thì mẹ bây giờ bảo một cây này mà chip cốt thì bao nhiêu Phải được cộng đồng mạng hưởng ứng Ngày xưa ấy, ngày xưa mình mình phát công nhận chip cốt được Hay là thế nhỉ Chứ bây giờ mà chờ những ông lấy 1.000 mấy 2.000 Mới cả bao nhiêu ấy Thì đến bao giờ mới chờ được những ông ấy Những ông ấy lại phải chờ nền kinh tế nó hồi phục cơ Thì lại phải chờ khoảng tầm Đâu đâu đó là phải qua mùa thu Có thể phải chờ đến xuân tôi đang chờ xem xem là phản ứng thế nào tại tối nay có thể là tôi sẽ nghiên cứu sâu về cái vấn đề này được, tức là để cho các bạn biết là càng những cái gì khó bán mà các bạn kiểu các bạn sản xuất nhiều ấy Sản xuất nhiều đôi khi các bạn chờ là khách lớn Chứ còn trong cái video như các video khác tôi mà bán Thì những cái loại 20, 30, 50 nghìn như này không bao giờ tôi bán nẻ Bán nẻ bây giờ người ta bán thì bán được Người ta lấy của mình 30, 35 nghìn hoặc 35, 40 nghìn Xong về người ta bán trăm rưỡi thì kệ người ta nhưng mà mình có thể mình thấy là ừ nó lấy 50 nghìn Nó bán trăm rưỡi Nãi cào quá nó nãi cào quá Nhưng mà nói thật ra là ai cũng có phận sự trong cuộc sống Bây giờ nhiều ông có thể trả tôi trăm rưỡi cây này tôi cũng không bán Các bạn biết tại sao Nó bán nó ngại Bán nó ngại mình sản xuất nhiều như này bán Mẹ bán số lượng 40 nghìn hoặc 35 40 nghìn Bây giờ bán được cho khách nẻ trăm rưỡi Mặc dù nói thật ra là các bạn Tính ra dạ công với mẹ trăm rưỡi một cây Không vui bằng cái việc là nhiều như thế này Bán 35 40 nghìn một cây đâu mà bán nhiều ấy các bạn là người sản xuất các bạn mới biết cho nên khi mà ở các cái bài khác các bạn cứ cò lọ cò kia bảo ba 40 năm bốn mươi tại sao nó bán trăm rưỡi thì là tôi nói thật đến tôi để tôi bán cho người ta 40 mươi nghìn thấy người ta bán trăm rưỡi thì ờ ừ, nó bán giá cao nhưng mà cũng không xỉa người ta thật Bạn các bạn đã ở trong tư cách của người sản xuất đéo đâu mà các bạn biết toàn những ông đi làm thuê xong rồi các ông mõm nhôm chả hiểu cái mẹ gì cứ nghĩ mình nói nói phép ship code thì nói thật ra như này này nếu mà bán số lượng cho người ta 40.000 à, bán số lượng đầu trăm đầu nghìn ấy, đầu trăm chăng. đầu trăm mà bán 40.000 nó cũng hơi rẻ thật nếu mà ship code như này cứ vận chuyển hình như là chắc cái loại này tôi cũng không biết là bao nhiêu thử nghiệm thì nói thật ra 40.000 bán giá số lượng thì ship code có phải tỷ lệ hoàn đơn nó ba lần bốn 12. chắc ship code cũng phải tầm trăm hai rưỡi thật trăm rưỡi một cây này, này. Các bạn thấy ở đâu rẻ thì cứ mua nhưng đại ý là khi mà các bạn ở trong nông nghiệp hay là có một cái món hàng nào đấy mà các bạn thấy nó nó khó bán xong rồi sản xuất nhiều muốn gặp cái người mua số lượng nhãn cũng vậy nếu bây giờ mà 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 các bạn mà bán năm nghìn bảy nghìn ở đây thì các bạn sẽ sẽ phải bán cho những người ông vơ đây ông mua đầu tạ đầu tấn này nhưng lên mạng các bạn sẽ thấy người ta bán mười năm hai mươi hai mươi hai cũng là cái nhãn ý chứ còn trên mạng mà nó bán năm nghìn hay bảy nghìn nói thật ra là toàn bọn lừa đảo hết vải cũng vậy về nó sâu đầu ăn nó nhạt thích các thứ chứ còn tôi nằm ở đây tôi biết nếu các bạn tin tôi thì tôi nói là các bạn biết những ông nào sản xuất hồng xiêm là các bạn ý hiểu nhưng các bạn kiểu những cái người người ta chỉ mua có một cây hai cây hoặc một cân nhãn các bạn không hiểu đâu thanh long mới cả các thứ uh, thanh long cho bò ăn rồi cái gì ở trong ấy nhỉ dưa hấu một nghìn một cân ấy nhưng ra đây tôi vẫn mua 13 ba 000 năm nghìn một cân bình thường mình lại có câu chuyện mình trêu trêu bà hàng xóm Cũng bán hoa quả ấy. Bao tiền cân dưa hấu 13, 15 nghìn Úi rồi trong thanh nọ à, trong 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 ninh thuận người ta còn cho bò ăn kia kìa cho bò ăn mới cả cho lợn ăn hồng xiêm mới cả ấy các thứ bơ cũng vậy <laughs> nhưng mà nó là cái điều 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 gọi là điều khách quan trong cuộc sống còn nói thật ra tôi cũng ước ao một ngày nào đấy việt nam mình nó phát triển như trung quốc bây giờ ấy bên trung quốc bây giờ nó các cái nhà vườn các cái não nông dân ấy người ta livestream người ta bán nông sản trên các live bình thường nhưng việt nam bao giờ mới có cái trường hợp như thế tại vì vấn đề vận chuyển của người ta dễ các bạn phải hình dung là có một cái thời điểm các doanh nghiệp của mình nó rất đau đáu vận chuyển một công te lơ cái đéo ơi tôm à tôm hùm hay tôm gì từ đây sang mỹ hết 80 triệu mà vận chuyển từ ngoài nam ra ngoài bắc này cũng 80 triệu cái cước vận chuyển này còn biết thế nào tại vì là dạo này tôi cũng không biết là bốt biết thế nào còn bao nhiêu năm rồi anh em chúng nó những cái người gọi là tôi thấy có hư lương chi một tí hoặc là nó gắn bó mấy cái máu thịt người ta. Mẹ từ Bắc vào Nam không biết bao nhiêu cái bốt nó ăn cụ nó vào hết đấy rồi. Có bảo cái ông các ông lái xe nó thật ra cũng đéo muốn là chở quá tải quá đấy đâu. Nhưng tổ sư nó chó toàn cắn lại chủ đây các bạn hiểu ý tôi nói thì ấy nuôi chó là để bảo vệ nhà mấy các thứ này. chủ ăn uh, chủ ăn cơm không thì thôi chó ăn cơm không đi chủ ăn to mỡ thì chủ nó không để cho chó ăn cơm không nếu mà chủ có to mỡ để ăn chủ nó cũng không ấy nhưng tổ sư chủ thì ngoài nghèo đói thối mồm ra lương thu nhập có 5 triệu 6 triệu mẹ à, chó nó toàn quốc tịch ship thôi tôi nói thì các bạn này cứ bảo là phản động mới thế nọ thế kia nhưng mà nghĩ sâu nghĩ cay vào còn các bạn cứ mấy cái thằng Tần Nguyên nó lên mạng nó cứ bảo là Việt Nam mình uh, tự do với dân chủ hơn ở nước Mỹ mới thế nọ thế kia. Nhưng tổ sư nó cái bọn nó 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 có quốc tịch toàn quốc tịch ship mới cả sang bên ý con cái nó cũng toàn du học bên ý rồi thậm chí nó còn đéo về cơ con cái nó tốt nghiệp xong nó còn không về cơ thế là đấy giới tinh hoa dân tộc nó toàn thế này nhưng các bạn thì toàn nghèo đói thối mồm cứ bảo tần nguyên nó nói đúng nếu <laughs> hiểu kiểu gì thật tần nguyên nó bảo là việt nam là tự do rồi dân chủ mấy các thứ hơn bọn mỹ với tư bản nhiều thế loại cái kia toàn như không thu nhập thấp vào lại đúng nếu mà có tiền thì ở việt nam vẫn sướng nhưng mà ở việt nam mà có tiền thì mẹ nó còn nhiều thứ lắm để việt nam mà có tiền thứ nhất các ông có thể là phải nguồn cúi này ờ, nâng đang thẳng nó phải cong thì mới có tiền được nói như mình thì cũng phải qua một cái giai đoạn rất nhiều phải tầm 10 năm thì mới nói được như này và vẫn có khách hàng như tổ sư ngày xưa tôi mới nạp trang hoặc ngày xưa ở cái trang góp nhà cá đá ấy. mình chỉ cần đăng một cái ví dụ như các bạn đăng đăng các cái như em em đéo gì mà đang chết hay là bị bị gì đấy em cái gì như ấy thì không sao lúc cái cộng đồng mạng nó đang hùa vào nhưng tôi chỉ cần đăng ông chủ tịch huyện chủ tịch tỉnh hay là cái gì đấy mà báo chí chính thống người ta cũng đăng nhưng mà lúc ấy ra ít người xem người ta xem người ta biết thế người ta cũng không chia sẻ các bạn hình dung nhỉ xong nhiều ông cũng chống đối bảo nhiều ông bảo là thôi những cái vấn nạn mà tham nhũng mấy các thứ thì ninh tinh ấy thì nước nào chả có nước nào cũng đục như thế cả nhưng mà tôi bảo tự do tự do của con người này bác Hồ bảo dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải có tự do. Tự do là cái mưu cầu, là cái quyền lợi của mọi người. Nhưng mà đánh đổi như thế là phải đánh đổi bằng máu và lương mắt, thậm chí tù tội, thậm chí thế nọ thế kia. Nhưng các bạn cứ nghĩ là các bạn tự do nhưng bình thường có tự do mẹ đâu. Nói chuyện thì mẹ nói chuyện những bữa cơm 5.000 đến 10.000 ra video liên tục. Nhưng về những cái bất công hoặc những cái linh tinh ở trong xã hội nó rất là nhiều. Cả cả những cái vấn đề đau đớn này nữa này. Còn ông nào mà nói ra tiếng nói là một thời gian sau nó bị dìm như kiểu rắc ma rồi <laughs> Nó cứ nói chuyện đấy đó, mình bán hồng xiên xoài thôi, đéo nói chuyện nữa Nói các ông cũng không không ấy được Còn tự do thì các bạn phải đánh đổi bằng máu và nước mát Còn các bạn cứ nghĩ nên là tự do nhưng không phải tự do đâu Tự do trong cái mà các bạn không dám nói Chứ còn nếu mà các bạn mà mà thôi không nói cái vấn đề còn nếu mà bây giờ mà ship code cái vấn đề như này bạn ấy hỏi thì nói thật ra tôi đang nghĩ tôi bảo là cái hướng ship code thì có lẽ hết được 10 vạn này nhưng mà để mà cho một cái giá chính xác thì tôi nghĩ là bốn chục bốn chục thì phải nhân mấy hai hoặc nhân ba thì ví dụ như là ba đơn gửi đi hai ông bom hàng thì tôi vẫn còn hai cái cây kia tôi vứt đi để về đây này thuê thợ hoặc là bản thân lại trồng xuống đây thì bỏ mẹ cho nên bình thường các bạn thấy người ta ship code là thường người ta có cái tỷ lệ hoàn đơn trong ý rồi thì bình thường mình chưa bán bao giờ thì có lẽ là phải tính tỷ lệ nhân ba mới cả bán số lượng nó khác bán nẻ mà thì ở trong ý nó chính là ví dụ như bây giờ mà bảo là cây này bán 40 nghìn Nhưng mà bán lẻ chắc chắn là tôi cũng phải bật phẹt được trăm rưỡi Nếu mà có bán còn bình thường mình không bán những cái dòng rẻ tiền này Thì có thể ghé vào Các bạn mua một cây mọc thì tặng một cây hồng xiêm Ờ à, đấy 30 nghìn 40 nghìn thì đáng gì Thì nó nhanh Cái thứ hai là nếu mà bán ship code thì các bạn phải hình dung như thế Tất cả các đơn vị người ta bán ship code người ta đều phải chấp nhận cái tỷ lệ hoàn đơn như thế Chứ còn các bạn ở trên mạng thì các bạn cháo chẹt biết mẹ gì đâu Nó bao nhiêu thứ trong <laughs> cuộc sống cơ mà Thì cái tỷ lệ hoàn đơn tôi cũng xin phép là tôi lại nói các bạn là không biết gì Có thể là các bạn biết nhưng mà biết không đúng Xong rồi dạo này lại xe hay xem bọn nhảy nhảy quá cho nên nghĩ cuộc sống nó toàn bọn nhảy Và nó dễ dàng như bọn nhảy Nhưng khi các bạn tập trung vào các bạn làm ăn các bạn làm chủ thì các bạn biết là bao nhiêu cái rào cản ngay cái hồng xiêm này thế có giá này 40.000 này nhưng bán số lượng bây giờ là tự nhiên bảo ship cốt hay là bán nẻ thì bao nhiêu tiền nó đau đau chứ không, nhiều bạn thì kiểu ít tiền mua một cây hai cây thì lại bảo là thôi anh bán 40 chục thì bán số lượng thì thôi em mua một cây hay là 10 cây thôi anh cũng cố gắng lấy em 40 chục. Em cũng không thèm mặc cả, anh báo 40 chục em vẫn trả 40 chục chứ em không mặc cả. Thường là những người mua số lượng nha, người ta bảo 40 chục như này cho tôi trăm cây người ta biết rồi. thường là các bạn mua một cây hai cây các bạn đòi mặc cả xuống 38.000 rồi. <laughs> Chứng minh là tao là khôn nhất cộng đồng mạng. Thằng ấy nó phát livestream nó bán 40.000 số lượng tao mua lẻ vẫn 38.000 đấy kể mẹ mất thời gian rất mất thời gian kể câu chuyện thì nó hài lắm nhưng đại ý để tôi ngồi tôi tính toán nhưng chắc là là bán ship code cũng được mấy cái thứ hai là bán kèm nếu còn chờ phát một cái live stream mà tầm 10 vạn hồng xiêm này xong rồi chờ gặp những ông mua một nghìn hai nghìn cây nó mệt lắm còn cái xe liệu của tôi đang bị ra mà trên biên kìa kìa liệu tím mấy cái thứ của em hùng các thứ ra trên biên đến ngày hôm nay là ngày thứ hai rồi không hôm qua tôi đã phát liệu tím cho mọi người những cây con con nó còn bé cái này này bốn năm trăm nghìn bốn năm trăm nghìn cây còn chưa không được như này còn các bạn nhìn đây là những cây cây này đều ra quả hết về các bạn có thể giữ quả để ăn nhưng mà tôi vẫn không tôi vẫn khuyến khích mọi người không nên để quả còn ở tôi thì cái hồng xiêm này có có cái mô hình thứ nhất là mô hình làm quả như này à mô hình làm cây như này để bán giống này mô hình để cho các bạn về các bạn sản xuất quả để các bạn bán này các bạn phải tham khảo trên mạng à, mô hình thứ ba là anh em về xong cuốn dây đồng dây thép xong rồi ngả ngớn này cũng số 6, số 8 này Nhưng mà cái cái, cái hồng xiêm này nó chậm hơn cái cái các cái dòng khác Nó chậm hơn sung nhiều Đấy cũng uốn bonsai Cái hướng thứ ba là anh em mua về xong anh em trồng ra Trồng trồng vạ trồng vật này Mai sau bán thành cây công trình Cho các cái biệt thự hay là cho các cái nhà vườn Hoặc là cho một cái ấy thì người ta mua chục cây, hai chục cây Những cây to như này Là những cây hồng xiêm Đấy là các mô hình ý Còn mô hình quả hay mô hình gì thì chăng nữa thì tôi thấy là cái cái hồng xiêm này đặc tính của nó là như thế qua cái giai đoạn bảo là hồng xiêm này nó xuất phát từ bên Mexico xong rồi nó sang Thái Lan là Thái Lan là nước xiêm nó lại giống quả hồng cho nên bà con mình gọi là hồng xiêm thì cái giống này là hồng xiêm xoài đặc điểm của nó mấy các thứ linh tinh thì các bạn có thể đọc trên mạng nó cái hồng xiêm chia ra làm nhiều giống nhưng mà cái ngày các bạn thì thường là các bạn biết là cái hồng xiêm xuân đỉnh là là nó khá là nổi nhưng mà tại sao mà khoảng tầm 5 đến chục năm nay ở tôi nói chung là hồng xiêm xoài rất nhiều các bạn cũng phải biết Đấy là chuyển tiền trước Chuyển tiền trước thì nó lại không phải là ship code ờ. Ừ. Ship code tức là nhận trước xong trả tiền sau không mà Các bạn hình dung chưa Còn chuyển chuyển tiền trước thì gọi là bán thẳng còn gì nữa à Bán thẳng rồi thì ship code Các bạn không hiểu ship code à Ship code tức là Tức là các bạn tôi đóng cây tôi gửi cho các bạn Các bạn chỉ cần cho số điện thoại cho địa chỉ Bưu tá nó gửi đến tận nhà Các bạn gửi tiền cho bưu tá các bạn hình chưa thế nó gọi là ship code chứ còn nếu mà chuyển tiền trước thì gọi là mua bán xong rồi thì là các bạn quá tin tôi rồi còn gì nữa chưa nhìn thấy cây chỉ biết nó nay chim như thế này ờ tao chuyển tiền hết thì đấy là gọi là mua tháng thậm chí là đấy là rủi ro cho các bạn còn vấn đề ship code này là cái vấn đề tiên tiến đấy nó giúp cho cái người bán phải chuẩn à, người bán bắt buộc phải chuẩn thì mới có uy tín nhưng đôi khi là là cái ship code mà chúng nó lừa các bạn ấy nó cứ chạy quảng cáo xong rồi ship code xong rồi cuối cùng các bạn mua nhiều nơi quá các bạn không biết là mình mình mua ở cái shop nào hay cửa hàng nào nhưng mà từ trước cái này nếu mà vấn đề nông nghiệp này chỉ có vài ba nhà vườn dám ship code thôi và đây nói thật ra tôi cũng ớn cái vấn đề ship code lắm chứ tại vì các cái này nó nông nghiệp này nó như quần áo với hàng khô đéo đâu những cái đơn hàng mà ví dụ như là tôi muốn bán cho các bạn rẻ lắm nhưng mà lại nghĩ đến cái tỷ lệ hoàn đơn Đấy chứ còn cái đợt mà cái trang của tôi nó mạnh ấy, tôi có thử nghiệm cho anh em nó làm 3 4 bài ấy, nho thân gỗ gồm 3 4 giống đấy. Thế là bạn nó chưa hiểu thế nào là ship code rồi. Ơ nghỉ đã để tôi ngồi tôi nghiên cứu xem ship code thế nào. Ờ nếu mà thế à thế thì phải bảo mấy cái thủy nhưng mà chưa nghĩ ra giá. Bây giờ là như cái video mà tôi nói là nó hầu như là theo cái kiểu là là mình muốn bán số lượng ấy. Có 9 vạn với 10 vạn ấy bây giờ mà bán lẻ thì lại không ăn thua thì bây giờ bảo là bán số lượng bán số lượng thì 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 chờ bao giờ mới có những ông một nghìn với cả một vạn còn thực ra mà bảo là bán bán mà chuyển tiền luôn như ông ấy thì nói thật ra như cái thủy là nó còn không nhận đâu tại vì như thế lại phải gửi xe trên gửi xe khách mấy các thứ linh tinh cây thì rẻ thối ra xe ôm đi gửi bến gửi biếc mà mất mẹ trăm nghìn nguyên việc gửi đơn của ông ra cái quán nha tôi kể cho các ông nha các ông phải hình dung là nếu mà mà ship cho các ông ấy đóng 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 kiểu thu tiền trước ấy mẹ đóng hàng mà gửi uh, bưu điện khéo ông cước nó cao hơn cả tiền cây uh, nhưng mà với những bạn mà bạn ship cốt thường xuyên này bạn đóng hàng và ship cốt thường xuyên thì cước bạn ấy chỉ 20-30 mươi ba mươi nghìn đại ý tôi không để ý cái ý còn nếu mà như bình thường các bạn gửi một cái cây này các bạn ra gửi xe khách thì các bạn biết là ra xe khách ngồi chờ Nửa tiếng mới có một cái xe khách Thế trong nửa tiếng ấy đéo làm gì cái gì Mà nếu mà muốn nhanh thì lại gửi một ông quán nước Ở cái cái đường to ấy Ông quán nước này cứ mỗi đơn ông làm năm chục Ông ấy chả có lấy gì cả Ông chỉ ngồi ông bán nước thôi Và thấy xe thì ông ấy vứt hàng lên xe Nhưng mà ông ấy tiết kiệm được cho bạn 30 phút đến một tiếng ngồi chờ Và ông ấy biết là sắp tới xe nào chạy qua Các bạn hình dung chưa 2 giờ các bạn ra thì thậm chí có thể 2 giờ 10 năm sẽ có xe điện biên nếu ông điện biên là ông mua của tôi nhưng dịch vụ ở đây khoảng 10 năm nay đã đã có những cái ông bán ngồi quán nước ông cứ nhận gửi hàng thôi các bạn muốn gửi hàng đi đâu là cứ vứt đấy bảo cháu đưa cho ông năm chục tí có xe điện biên hay xe nọ xe đây là số điện thoại khác như thế nọ kia nếu ông bán nước này ông kiếm năm chục nhưng mà bình thường các bạn nghĩ làm sao được không nói thì làm sao các bạn nghĩ được ai cũng nghĩ là ra giúp <laughs> mới cả cái cái cái, cái như kiểu là cái đơn hàng bạn đặt như này nó đơn giản lắm À, tôi ở điện biên thì tôi gửi tiền trước anh bảo trăm rưỡi thì tôi gửi trăm rưỡi mẹ biết đâu đánh lên như này tôi nói thật ra cũng bận thế là tôi thuê xe ôm thuê ông cõng ông chạy ra ngoài đường gặp xe điện biên cháu cháu sẽ tìm số chứ còn ông cõng ông mới tìm được xe điện biên ông không tìm được mà nông dân mình nói thật ra có điện thoại thông minh nhưng không biết tìm xe à? <laughs> không biết tìm số điện thoại lấy xe à? ra thì mẹ cứ ngồi hóng thì chết nên tôi lại phải lên mạng tôi tìm cái xe bây giờ xe ở đây xe thái bình điện biên nó chạy qua đây Thế là bao giờ xe chạy là tôi gửi số, tôi báo số, báo giờ. Thế là ông cõng mới ra. Cõng mới ra xong rồi trước đấy là ông ấy ra trước xong rồi ông ấy ra ông chờ. Chờ mà ông ấy không lấy được thì ông ấy lại 100 nghìn tiền xe ôm của ông ấy đi. Ông ấy chia cho cái ông quán nước 50 nghìn. Ông mặc cả đâu ông quán nước thôi, tôi nghèo khổ như này tôi Ông chỉ lấy tôi 30 nghìn thôi. Các bạn thì hiểu chưa? Nó có đơn giản như cái hàng khô của các bạn đâu. Hàng khô của các bạn vứt xuống bưu điện là người ta nhận hàng nông nghiệp như này cây cảnh như này à, đóng không ấy à, nó xuống bưu điện nó không nhận đâu mà đóng lên đóng xuống đóng đi đóng lại bây giờ nó không nhận ấy hàng này vứt lên vứt xuống ví dụ như qua địa phận hưng yên một phát là qua địa phận khoái châu một phát là xuống yên ra yên mỹ thế là nó lại vứt cái cây này xuống để sang một cái cục cục gì đấy tức là một xe nó cứ chạy qua các địa phương này này chứ còn nếu mà bây giờ mà các bạn bảo là là chạy một nèo như kiểu xe tải bắc nam là không có chuyện ý và cái cây này xuống Khoái Châu này Khoái Châu xong lại có một con xe con con Nó chở các cái loại hàng gom từ Khoái Châu xuống tỉnh Xong rồi vứt xuống Vứt xuống cái bãi của tỉnh ấy Bãi của tỉnh xong rồi Nó lại có một cái con xe nữa Nó chở chở đi đâu đi đâu ấy nó Có ba bốn nơi mà Cho nên về sau cái hàng nông nghiệp Những cái hàng cây cối này tôi có dám gửi bưu điện đâu Toàn gửi xe Xe thì nó chạy một nèo Các bạn hình dung chưa à? Và nếu mà như kiểu xe tải Bắc Nam là người ta còn qua các cây xăng qua các quán ăn là tài xế người ta còn tưới cho không bị vấn đề gì tức là gửi xe khách à, gửi xe tải Bắc lam là là ấy nhất xong rồi mới ưu tiên là gửi xe khách gửi bưu điện thì nói thật ra là tôi ít lắm ít ngày xưa gửi bao lần nó xuống nó bảo là bọc lại bọc liếc các thứ xong nó cân thì mẹ toàn cây như này mình đánh bầu to để cây đảm bảo không cuối cùng các ông mua là toàn bị cân đất cây đáng mẹ trọng lượng gì nhưng bầu nó to à cước bưu điện thì nó cao còn các anh em khác người ta gửi ship code quen rồi cho nên là cái cước của nó người ta rẻ Còn tôi toàn, toàn xe Bắc Nam Thứ nhất là xe Bắc Nam thì cước nó rẻ Mà nó chạy một lèo Từ đây vào Đông Nam có 48 tiếng thôi Mưa rồi sao Nói sơ qua cho các bạn như thế Chứ còn bây giờ mà bảo là có nhận không thì ấy Thì tôi đang ấp ủ cái dự định gọi là ship code Ship code thì ví dụ như cái ruộng này tầm 9, 9 vạn hay 10 vạn này này thì tôi gửi cho 100, 200 ông Chứ bây giờ một ông mà mua thẳng tôi cũng chả bán Mà bảo cái thủy nó cũng không nhận đâu mà bán bây giờ xong rồi lại tiền thuê ông cõng đi gửi xong rồi nó có được bao nhiêu đâu nỗ thật nhận những cây này mà giá lẻ có thể gấp hai gấp ba lần những nỗ nỗ thật đi ừ, bạn chả hiểu gì bạn cứ gọi cho Viettel post đến tôi mà lấy nó mẹ bây giờ nha nói thật ra là nếu mà mình gửi nhiều cơ các ông đang không hình dung các ông gửi nhiều nó mới đến như với hoặc là ở nhà các ông có 100 đơn, tôi mới tham khảo ý kiến của các ông như chứ còn bây giờ một cái đơn hàng nó được 20 000 nghìn nó chạy xe của bọn Việt Việt theo post đến không bao giờ nó chạy. Bạn các bạn hiểu chưa? Bạn này cứ nghĩ là tôi một ngày tôi gửi nhiều cái đơn hàng của Việt theo post lắm cho nên bạn nghĩ là ơi cứ 20 000 nghìn một đơn là nó chạy đến nó lấy. Nó hỏi là thế anh có nhiều đơn à Tôi có mỗi một đơn của ông khách ông ấy bảo là cứ 20 000 nghìn một đơn là xe của bạn đến tự động lấy hàng. Không có đâu anh ạ. À. Ví dụ như là trong kho nhà anh có 50 đơn hay 100 đơn thì em mới cho xe đến đấy Thì anh dở hơi có một đơn 20 nghìn thì nguyên tiền xăng của em đã quá bố nó 20 nghìn rồi anh bảo 20 nghìn đến đấy Bạn hình dung chưa Từ trước cái nay tôi có gửi Việt theo mới Việt đâu mà Một phần là thứ nhất là cước nó cao Cái thứ hai là cái hàng của tôi toàn hàng to rồi các bạn cứ hình dung đến cái cây của mẹ cái cây này của tôi đánh bầu lên nó tầm gần 2 mét này mét tám hai mét đây các bạn hình dung à đây này như cái ngọn này cái ông cánh này đánh bầu lên hai mét hai thế này như cây ông cánh này này còn bình thường như này là mét hai này mét một mét hai này đánh bầu lên nó phải tầm mét ba tán nó ra như thế này cơ mà các cái hàng mà bạn nghĩ là nó có cục cục như này này hai mươi nghìn hay thế này này mấy cả nói chung là người ta gửi nhiều mà từ trước đây mình có gửi bọn việt theo việt theo đâu nếu mà việt theo là chỉ bán hàng giống thôi là anh dung chưa hàng giống con con như này hàng dâm cành này tí nó ra cho hình mẫu đơn mà xem nếu không thì có thể tí nó sẽ bán tía tôi về hôm nay tôi nghiên cứu sẵn cái tôi nghiên cứu triệt để cái vấn đề mô hình mẫu đơn với cả cái hồng xiêm xoài này. Cái mẫu đơn bé này mẫu đơn mà có hơn 10.000 kìa. Thì tôi sẽ cho các bạn một bài toán là ví dụ như là các bạn đặt mẫu đơn với hồng xiêm này. Thì đóng một thẻ ở cái vườn này thì nó dễ. À, chứ mà mẹ bây giờ bảo là cứ 20.000 Việt theo post nó nến lấy ờ lại nghe ông này ông cho cái số học hình lên mạng mình tìm cái số Việt theo post. Alo tổng đài à? Nghe ông nào ở trên mạng ông bảo cứ 20 nghìn một đơn là Cứ đóng hàng đi việt theo post nó lấy à, ờ, Thế anh ở đâu cho em xin cái địa chỉ cho em xin cái số điện thoại Anh có bao nhiêu đơn Tôi có mỗi một đơn mà thôi thôi anh lượn đi cho nước nó trong Không anh mang vào chỗ việt theo mà anh gửi Tự anh mang đến Hiểu chưa Như em này tưởng nhiều anh phải trăm đơn hay là năm chục đơn Thì em thu được một triệu Hai mươi nghìn có mỗi một đơn hàng Thế mà anh bày đặt hiểu chưa Ông trái hiếu cái gì cả trước cái này nó thật ra là tôi chưa ấy cái việc theo post việc kêu thiết tại vì với các hàng cây giống như này này tôi bán cho các anh em nhà vườn người ta ví dụ đầu trăm đầu nghìn chưa bao giờ bán cho bạn các bạn nẻ kể cả cây giống mọc hương hơn trăm nghìn trăm nghìn cái thủy nó bán từ 10 cây cháu bao giờ đóng hàng Viettel không bao giờ gửi Viettel toàn ra gửi xe khách Viettel được cái là các bạn sẽ được cái là nó gửi đến tận nhà nhưng bọn tôi phải đóng rất cầu kỳ đóng cây rất cầu kỳ đóng hàng rất cầu kỳ các bạn hình dung chưa? Mấy cái thứ hai nữa là nói chung là tôi không chuyên về cái mảng cây giống. Mẹ cây giống cạnh tranh máu lửa lắm. Mấy cái nữa là nói chung là cái phân khúc của mình là dần dần mình giãn ra thành các cái kiểu bán lẻ với cây to, cây chục triệu, mấy cả bao nhiêu triệu ấy. Nhưng mà ngày xưa thì cũng khởi nghiệp từ cái hàng cây giống hoa hồng nhập ngoại ấy. Có 30 40 nghìn này này. xong bây giờ đứa em gái nó vẫn vẫn bán hoa hồng ngoại, cây giống như này này. Thì cây giống như thế nó đóng ở trong những cái 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 hộp con con này này thì nó mới chuyên. Chứ bây giờ tôi có phải chuyên cái hàng ý đâu Bây giờ cái phân khúc của tôi lại toàn hàng Hàng tiền triệu Nhưng nhìn cái loại mà mười mấy hai mươi nghìn Mấy ba mươi nghìn bốn mươi nghìn này chán lắm Thật chỉ bán đầu trăm này <laughs> Đơn hàng của tôi cũng thế Nếu mà nó mua sung nhiều ông cũng muốn mua sung lắm Mua một cây Cái thủy nó bảo là chỉ nhận những đơn hàng một triệu ba cây rồi Còn khách nào bảo một triệu ba cây Nhưng phải đến xem trực tiếp mới chọn mấy thế loại kia Thì không tiếp Không phải là mình không có để cho người ta xem Hay là mình cò lọ cò kia Mà tiếp được các ông nhưng mất thời gian bán được một cái đơn hàng một triệu ba cây xong rồi lại chờ các ông đến xong rồi các ông vào xem xong lúc ấy lại bảo ông sáng ra ông ấy đánh cho ba cây thì nói thật ra ông sáng ông cũng mắng mình các bạn hình dung chưa nó tùy theo cái mức độ từng mức độ phân khúc như ngày xưa tôi bán những cây giống mà có ví dụ như cây mẫu đơn kìa nhưng bây giờ tôi mà quay cái ý là tôi lại bán là ví dụ như như cách của tôi làm này hồng xiêm lại thế à, bán bốn mươi nghìn bốn mươi cho đơn hàng từ trăm cây nếu còn nếu mà đơn hàng từ 10 cây tôi đã không bán rồi Như ông xiêm này Cái thứ hai là cây mẫu đơn kia kìa 10 nghìn, 15 nghìn bán từ trăm cây Hoặc 200 cây đấy Bán cho các anh em người ta nhà vườn này Chứ còn bán cho các bạn lẻ thì bao giờ mới hết được 9, 10 vạn Nhưng mà tôi mới bảo nếu, nếu ship code có lẽ hết nhanh hơn cả chờ các ông số lượng Thì đấy là cái mà hôm nay tâm sự tôi nói về cái vấn đề ý Thì những ông nào ông làm nhà vườn ông mới hiểu được Nếu các bạn mua lẻ thì thường là các bạn cứ nghĩ là Làm thế nào để thuận lợi được cái việc của các bạn thôi Chứ còn những gì mà cái người người ta trải qua thì các bạn không hình dung được đâu. Những gì tôi trải qua ấy, những gì tôi phải khó khăn lắm mới gửi được một cái đơn hàng cho các bạn. Thì bây giờ các bạn cứ hình dung các bạn bảo ơi khó gì đâu. Cứ Viettel Post gọi nó là đến 20.000 một đơn là nói các bạn cứ hình dung cả cả tháng trời tôi mới gửi mỗi một đơn của các bạn thì Viettel nó không đến được. Mình phải tự ra mang ra VNPT rồi Viettel Post mà mình gửi. Như xe bây giờ nó chui vào đây nó lấy một đơn hàng 20.000 thì mà, bây giờ đất nước mình nó nên đến cái tầm gọi là chủ nghĩa xã hội không tưởng rồi, <laughs> không hình dung ra trước được, tức là phải nhiều cơ. Thế tôi mới hỏi ý kiến ông là có nên ship cốt hay không, nghỉ đã, ừ, nghỉ đã nghỉ đã, thế thôi.